Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú có một buổi có một ngày mới vui vẻ nhá. Hôm nay em sẽ đăng bán một ít kiếm, mong cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho em liệu có bằng theo số điện thoại 0989037668. Em bán hàng gửi qua bưu điện và cái giá em thông báo không bao gồm phí vận chuyển nhá. Em bán hàng không bao ship. Bây giờ em sẽ đăng bán luôn một ít kiếm bicolor bana cánh bầu. Mặt hoa của nó đây ạ. Em bảo hành cho các bác nhé, hoa đã nở tại chậu rồi. Như các bác cũng biết là kiếm thì có 4 dòng. Thứ nhất là tiên vũ, thứ hai là lô hội, thứ ba là bicolor, và thứ tư là kiếm hai màu, hay còn gọi là kiếm dừa, kiếm thơm đấy. Thì bicolor nó cũng có cây đột biến của cái dòng bicolor. Đây là một trong những mặt hoa đột biến cánh bầu rất là đẹp. Cái dòng bicolor thì cái củ của nó tròn đẹp nhá các bác. Nó khác với cái dòng lô hội, là cái lô hội là nó cái củ nó dẹt dẹt, không có tròn. Còn củ bi thì nó lại tròn như thế này. Đây, nếu mà lấy đi lừa là củ bi là lô hội cũng không được, hoặc là củ lô hội bảo là bi cũng không được, vì đến lúc nó trưởng thành rồi cái củ nó sẽ phát tròn như kiểu tròn tròn như quả trứng ấy. Đấy, nó rất là khác. Cái lá của nó thì cứng và dày hơn lô hội. Em sẽ đăng bán cụ thể từng hình luôn. Hình số 1 em bán mở hàng 850.000 cho bác nào sưu tầm nhé. Bên này là cái cuống hoa, hồi trước nó ra hoa rồi. Bên này có mắt ngủ nhú đây rồi. Đây ạ. Ở đây ạ. Đấy, 850.000 nhé các bác. Cây rất là khỏe và đẹp. Hình số 1. Tiếp theo là hình số 2 em bán với giá 1 triệu. Đây, 1 triệu nhé các bác. Hình số 2. Hình số 3 em bán với giá 1,1 triệu. Một thân tơ hướng ngoài, có măng sẵn to ình đây rồi. Hình số 4 em bán rồi, đây là hình số 5, thân tơ hướng ngoài. Đây nhá, có nhú mắt ngủ to đùng đây rồi. 1 triệu hình số 5. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6. Cái hình này rất đẹp nha các bác. Đây, cái củ cũng rất đẹp, cái thân lá cũng rất đẹp. Đây gồm có hai thân trưởng thành. Đây, thân này con của nó cũng bắt đầu đẻ rồi đấy nhé các bác. Đây, những cái cây đột biến, cái mầm nó sạch bong như thế này luôn nhé. Đây, đây cũng có một mắt ngủ nữa rồi nhé. 2 triệu cho hình số 6. Hình số 7 hướng trong nhé các bác, không có mắt ngủ ngoài. Về khai thác mắt ngủ ở trong bẻ lá, nó có rất là nhiều lá đấy nhé, không lo gì cả. 900.000, củ rất đẹp. Và cái hình cuối cùng, hình này em định để làm giống, nhưng mà em cứ đăng, bác nào thích sưu tầm nhanh tròn chậu thì lấy hình này. Hình này rất là đẹp. Đây, hình to đẹp nhất chậu. Cái măng đây, 3 triệu. Đây ạ. Nãy em vừa tách xong cái keo liền sẹo nó chưa khô. Tiếp theo em đang bán một ít kiếm vàng cánh cong. Đây là mặt hoa của vàng cánh cong nhé các bác. Vàng cánh cong hay còn có tên gọi là trắng cánh tiên. Cái lô hội này ấy, thì lúc mới nở thì nó trắng, nhưng mà đa số lúc sắp tàn nó lại chuyển sang màu vàng. Thế nên là chỗ thì gọi là vàng cánh cong, chỗ thì gọi là trắng cánh tiên. Hoa rất đẹp. Cái cần hoa của nó nuôi đạt có thể dài đến hơn 1 mét nha các bác. Đây, hồi trước đây chụp em luôn, tại nhà em luôn. Đây, cái cần hoa nó dài kinh khủng. Rất đẹp. Rất là sai hoa. Cái chậu này em cho ăn nắng rất nhiều, thành ra là nó lúc nãy nó còn hoa cơ, nhưng mà cái hoa nó bị tàn đi rồi.
cái cuống hoa nữa, đến em sẽ quay cho các bác xem. Đây là hình số 1. Hình số 1 đây nhé các bác. Như này thì rất là thích các bác nhỉ. Một phát hai mầm luôn. Bên này thôi soi khó lắm. Đại khái là chắc chắn là có hai mầm, nhìn thấy rõ ràng rồi. Hình số 1 đây. Em bán đơn mở hàng cho cái chậu vàng thành công lúc nãy em vừa mới tách đây. 800.000 cho hình số 1 này nhé các bác. Đây, hai mầm ở đây. Hai thân tơ rất đẹp nhé. Hình số 1 800.000. Cái lá này bị xước ở ngoài một chút. Đây, cây thì đẹp thôi. Cây rất khỏe. Tiếp theo là hình số 2. Em bán 400.000. Cái hình này, cái cây này là cây to nhất chậu ấy. Khả năng mai cái chậu này mai em mới gửi cho các bác được, vì là nó ướt quá, em phải quạt cho khô mới dám gửi đi. Cây của nó dài 20, 40, trên 60 nhé các bác. Đây, hình số 2, 400.000 nhé. Cây là láng hết nhé. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này có một con rất là to ở đây rồi, gần bằng găng tay của em rồi. Đây nhá, cây đột nó sạch bông các bác. Cái này đây, nó có mầm ở trong này, soi khó quá các bác ạ. Đây các bác có nhìn thấy không, cái mầm nó đây. Đấy, nó mọc ở đây. Em cũng lười soi. Đại khái là có một măng chắc chắn và một mầm. Đây nhá, hình này 850.000 nhé các bác. 850.000 có cả măng cả mầm, hai thân to ỉnh luôn. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 cái hướng trong hết mất ngủ ngoài. Em bán 300.000 thôi nhé. Hình số 5. Hình số 5 em bán với giá 700.000. Cái hình này nó hơi nhỏ hơn mấy cây kia một chút. Nó là thân tơ hết nha các bác, tuy nhiên là nó hơi nhỏ hơn một chút nên em bán 700.000 thôi. Bác nào nhanh tay thì chốt hình này nhé. Tiếp theo là hình số 6, em cũng bán 300.000 thôi. Hôm nay vừa bán vừa giao lưu luôn. Cái này cũng hướng trong. Đây là hình số 7. Cái hình này là cái thân già nhé các bác. Cái thân già khả năng em để trồng đi. Em để trồng đi. Còn những cái nếu mà bác nào thích lấy thì 250.000 cho thân này nhé. Đây. Hết mắt ngủ ngoài khai thác nách lá rồi. Đấy là hình số 7. Tiếp theo là hình số 8. Cũng 300.000 nhé các bác. Đây. Hình số 9. Bên này là cái cuống hoa. Nó vừa tàn về các bác, kích ở cuống hoa nó ra mầm ngay thôi. Đây. Nó tàn nhìn nó chả đẹp nữa. Cũng 300.000 cho hình số 9. Cây này rất to, 400.000 cho hình số 10. Cây này to lắm các bác. Nó bắt đầu có mắt ngủ rồi, bên này có mầm rồi nhé. Đây. 400.000. Nó mầm lắm lắm. Cái cây này nó chăm đẻ lắm các bác ạ. Đẻ nó đẻ đôi cơ. Đây. 400.000 đấy, bác nào nhanh tay chốt hình này rất là thích nhé. Đấy. Đây, cây rất là đẹp. 400.000 thôi. Hình số 10.
Hình cuối cùng, hình số 11. Đây, hai cái thân hướng trong nó hết mắt ngủ ngoài rồi. 400.000 thôi nhé, hai thân luôn. Cho bác nào thích sưu tầm giống. Hết đơn vàng cánh cong. Bây giờ em sẽ chuyển sang bán vàng cánh bầu nha các bác. Vàng cánh bầu hôm nọ vừa nở trong đấy, em còn quay cho các bác xem nhé. Hoa của nó rất đẹp nha các bác. Đây ạ. Nhiều bác còn bảo là cái giá của nó quá rẻ so với vẻ đẹp của nó. Nó đẻ thì nhanh, nhưng ra giá nó không cao được. Nó rất là siêng đẻ, siêng hoa. Em sẽ vào đăng bán luôn. Em bán hình này là 550.000 hai tép nhé các bác. 550.000 thôi. Đây. Đầu lá nó bị xém nắng một chút nhé. 550.000 hai cây này, hình số 1, vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây, cái cuống hoa vừa mới ngắt đi. Hình số 2 cũng, à em nói nhầm, 550.000. Một cây thì 300 nhá, hai cây thì 550.000. Hôm nay em đang vui nên em sẽ bán rẻ rẻ hơn mọi hôm một chút. Các bác mua trước thì thông cảm cho em nhé. 550.000 cho hình số 1. Đây là hình số 2. Cái cuống hoa nó còn xanh thì các bác kích cuống hoa ra cũng được. Lại 550.000 cho hình số 2 nữa, cũng hai thân nhá các bác. Hai thân. Tiếp theo là hình số 3, em bán với giá 300.000. Đây nhá, mắt ngủ hai bên. Hình số 4, 550.000 tiếp. Cái chậu này nó nở hoa rất nhiều lần rồi. Hai thân. Hình số 5, 400.000, một mẹ một măng. Bên này một mầm nữa, 400.000 nhá. Cây nó to tầm này nhá các bác. Lỗ hổ nó không to đâu, nó tầm này là nó ra hoa rồi. Hình số 6, 1.000.000, một tép, hai tép, ba tép, bốn tép nha các bác. Đây, một lùm, bác nào lấy về trồng hình này 1.000.000 rẻ luôn. Thì nó mấy tháng nữa các bác có mười mấy tép này, đẻ nhanh lắm. Hình cuối cùng đây, có mầm đây. Hình này em bán 500, bị lỗi lá ở đây một chút này. Em có một hình tuyết ngọc nha các bác, hai cây. Em bán với giá 1.100.000. Bình thường em bán 600.000 một tép hết nhá, nhưng mà hôm nay em bớt bớt một chút, đang vui. Tiếp theo em đang bán vài hình tiên vũ sổ nhá các bác. Mỗi hôm tách ra vài cây để bán cho nó có hàng bán. Đây là hình số 1 nhá. Dạ, 3 cây 500.000 nhé. Bác nào lấy về sổ thì alo cho em. Đây, cây nó như này, nó nhanh tròn chậu lắm các bác. Nó đang như này sẵn rồi. Hình số 1, 500. Hình số 2, 200.000. Cây láng hết nhá, chẳng qua em cắt nước để phòng gửi đi nó sợ nó bị thối ấy. Nên nhìn nó có cảm giác nó nhăn.
Tiếp theo là hình số 3. 300.000 nhá. Đây. Cây nó thấp thấp đẹp lắm. Ba trăm nghìn. Và hình cuối cùng của cái tiên vũ em tách ra, hình số 4 cũng 300.000. Đây. Cây rất đẹp. Tiếp theo là em quay cho cái bác ở Hà Nội, anh ơi. Anh bảo là mua hai chậu vừa to vừa cây cũng tương đối dài một chút để anh đi anh trồng ở cái cổng nhà anh, bảo là anh bảo là để chấn môn cái gì nhỉ, hôm qua anh nói em ngồi cười ở trong em quên mất công lưu số của anh. Anh bảo là để chấn môn để cái gì yểm trợ cho gia chủ gì đấy, đại khái thế. Em văn phong ít nên không biết tả lại đâu. Đây, cây to lắm nhá anh nhá. To lắm. Đây. Em bán 900.000 một chậu này nhá. To khủng luôn. Đây, chậu bên này cũng 900.000. To lắm đây. Chín trăm nghìn một chậu nhá. Anh chuyển khoản thì em gửi xe cho anh. Cái này nếu mà gửi bưu điện thì sợ cước cao vì cái chậu rất là to, cây cũng rất là to. Đấy, hai chậu này. Bác nào có nhu cầu mua thì gọi cho em nhé. Em sẽ xách và quay cho. Em xin kết thúc video ở đây ạ.